Rồi bữa nay nghe ông bạn tôi ông bị đột quỵ do thiếu máu não, lên não rồi hơi nhồi máu cơ tim một chút, nghe hoảng quá. Tại vì hồi cách đây cỡ 9 tháng về trước có đặt ống stent ở tim để nới cái động mạch tim ra một chút để máu nó được lưu chuyển nhiều, nên sợ quá nên giờ đi ăn yến mạch rồi mình đi nâng tạ cho bớt sợ. Thiệt nghe sợ lắm, bạn biết làm sao không? Trước tập á thì thường á tôi thích ăn yến mạch như thế này nè, bỏ cỡ 4 muỗng yến mạch đó, 4 muỗng rưỡi một chút xíu gì, thật ra 4 muỗng rưỡi nó khoảng tầm 50g thôi, nó cân khoảng tầm lấy ra đi, lấy cái chén không đi anh cân thử nha. Rồi sau đó tôi đặt một cái quả trứng gà tôi bỏ vô đấy, rồi sau tôi chế nước sôi vô tôi ăn. Rồi vậy thôi, không có bỏ gia vị gì hết. Biết làm sao không? Nghe chuyện á, mấy ông bạn bị nhồi máu cơ tim á, rồi bị cao huyết áp. Cao huyết áp do ăn mặn nhiều quá, nghe hoảng quá. Nên giờ á, ăn gì á, cũng ăn nhạt thôi, đâu dám ăn mặn đâu. Nghe sợ mấy các bạn. Trời ơi, tưởng tượng á, mà ở độ tuổi mà cỡ ngoài 40 tuổi thôi mà bệnh lý nào là cao huyết áp, nào là thiếu máu lên não, nào là nhồi máu cơ tim. Mà cái á, mà thiếu máu lên não mà dễ hay đột quỵ á, là cái yếu tố á, là không tập thể dục nhiều mà lượng mỡ trong cơ thể nó cao, nó dẫn đến việc á, là cơ thể bị dễ bị thiếu máu não đấy. Bởi vậy nghe tôi sợ quá, giờ phải đi ăn yến mạch cho bớt sợ nè. Đây, giờ để cân thử coi cái này nó cỡ nhiêu gram. 137 hả, cái chén này nè, 137 đúng không? 4-5 muỗng yến mạch, 1-2-3-4 5, 137 lên nhiêu? 134 lên 184, 137 lên 187 là cỡ 50g yến mạch đúng không? 50g yến mạch. Tính là luôn, tính luôn 50g mà 5 muỗng yến mạch đó là 50g đó, 50g yến mạch nó cỡ 250 calorie thôi. Nó có tinh bột nè, nó có chất xơ nè, nó có chất đạm thực vật, rồi tôi ăn với trứng gà đấy. Đó là tôi chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện thôi. Thật ra tôi cũng không muốn hù dọa các bạn hay làm các bạn sợ đâu, nhưng mà cái tình trạng bây giờ mọi người mà ít tập thể dục nè, rồi ăn mà đồ ăn mà nhiều bạn mà ăn nhạt như vậy ăn không được nha. Nhiều bạn ăn nhạt như vậy ăn không được nè, tại vì để nước sôi gì xong là chúng ta chỉ cần múc ăn thôi. Nó lạc nhát rồi, nó không có vị gì hết. Nhiều bạn ăn nhạt như vậy các bạn ăn không được, các bạn phải bỏ đường vô, rồi các bạn bỏ muối vô. Nó tạo thành cái gì? Nó tạo thành một cái thói quen là bạn thích ăn đồ nó đậm gia vị. Cái đó nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Đó, tôi ăn nhạt trực tiếp cho các bạn xem. Nên mình tập thói quen mình ăn nhạt chút, mình ăn đa dạng nhiều rau xanh và nhớ tập thể dục nha, để mấy vấn đề như thiếu máu não đột quỵ nó đừng có tìm đến mình. Nghe sợ lắm thiệt á, nghe sợ lắm. Tập quay quay anh ăn mặn đúng không? Không, đâu có đâu, ăn hết ăn nè, ăn nhạt thiệt mà có ăn mặn đâu. Thì đây nói anh diễn á. Không, ăn thiệt quen ăn nhạt gì thiệt. Rồi các bạn nhớ ăn nhạt rồi đi tập thể dục cho khỏe nha.